Bác Hồ ở châu Phi, ánh sáng tri thức vượt biển cả. Cuộc đời Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua nhiều giai đoạn và những bước chân đã mang ông đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có châu Phi, mảnh đất hùng vĩ, nơi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của Bác. Năm 1921, sau khi rời Pháp và tham gia các hoạt động cách mạng tại châu Âu, Bác Hồ đã đặt chân lên châu lục châu Phi, nơi mà cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc vẫn đang cháy bỏng. Tại châu Phi, Bác Hồ đã gặp gỡ, học hỏi và trao đổi với nhiều lãnh đạo cách mạng và nhà lãnh đạo đối tác khác nhau. Ông thấu hiểu những khó khăn, gian khổ và cả những đóng góp to lớn mà dân tộc châu Phi đã đóng góp cho sự giành độc lập của chính họ. Trong thời gian ở châu Phi, Bác Hồ đã không ngừng tìm hiểu và nghiên cứu về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của các nước trong khu vực. Ông cũng đã nắm bắt được những nét tương đồng và khác biệt giữa cuộc đấu tranh của các dân tộc châu Phi và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Bác Hồ đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc, làm việc với cộng đồng người Việt tại châu Phi để tuyên truyền, thuyết phục họ đoàn kết và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông cũng đã thăm viếng các tổ chức cách mạng, đoàn kết với những người yêu nước châu Phi, từng bước hiểu thêm về những nhu cầu, tình hình và môi trường cách mạng tại đây. Tại châu Phi, Bác Hồ đã chứng kiến những bước tiến vĩ đại của các dân tộc trong cuộc chiến đấu cho độc lập và tự do. Ông đã tôn trọng những nỗ lực và đóng góp của nhân dân châu Phi trong cuộc chiến vì chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh công việc cách mạng, Bác Hồ cũng đã học hỏi văn hóa, phong tục tập quán và lịch sử của châu Phi để hiểu rõ hơn về đất nước và con người ở đây. Ông đã thấu hiểu và tôn trọng đa dạng văn hóa của khu vực này, đồng thời cũng đưa những giá trị đó về cho dân tộc Việt Nam. Những năm tháng ở châu Phi đã làm cho Bác Hồ trở nên giàu tri thức, kiến thức và nhân đạo hơn bao giờ hết. Ông đã học được nhiều điều từ các dân tộc châu Phi, từng bước hoàn thiện triết học cách mạng của mình, từ đó đưa nó vào thực tiễn, phục vụ đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Châu Phi, mảnh đất cháy bỏng của cách mạng, đã để lại trong tâm hồn Bác Hồ những kỷ niệm sâu sắc, những trải nghiệm đáng quý và cả những bài học đáng giá trong cuộc sống và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Nhưng trên hết, Bác Hồ đã để lại sự kính trọng và tôn trọng đối với tinh thần cách mạng và cuộc chiến đấu của các dân tộc châu Phi khi họ cùng nhau đấu tranh vì sự công.